tin bóng đá hôm nay, Barca có cách mua cả Griezmann lẫn Neymar. MU đại chiến với Liverpool và Tottenham vì ngôi sao người Bồ Đào Nha. Man City kích nổ bom tấn vào hôm nay. Arsenal hạ giá bán Aubameyang. Công Phượng không sang Pháp mà sẽ sang Bỉ thi đấu, là những tin bóng đá mới nhất 24 giờ qua. MU đại chiến với Liverpool, Man City và Tottenham vì Bruno Fernandes. Theo Daily Express Anh, MU sẽ tiến hành chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes sau khi Quỷ Đỏ giành được sự phục vụ của hậu vệ phải Juan Bissaka. Tuy nhiên Liverpool, Man City và Tottenham cũng đang theo đuổi ngôi sao của Sporting Lisbon. Bruno Fernandes đã ghi được 31 bàn thắng trong 50 trận đấu cho Sporting Lisbon ở mùa giải trước. Đội bóng của Bồ Đào Nha có thể bán cầu thủ này với giá 65 triệu bảng. Ole chỉ được MU cấp 100 triệu bảng để mua sắm trong mùa hè này. Ông đã tiêu tốn 65 triệu bảng để đưa về Daniel James và Juan Bissaka. Do vậy, để có thêm ngân quỹ mua sắm, huấn luyện viên người Na Uy phải bán bớt cầu thủ. Lukaku đang được Inter Milan theo đuổi và Quỷ Đỏ sẵn sàng để tiền đạo người Bỉ ra đi với giá 75 triệu bảng. Hôm nay Man City công bố tân binh. Tờ Daily Mail Anh cho biết Man City sẽ công bố tân binh của họ vào hôm nay. Đó là Rodrigo Hernandez Rodri, tiền vệ của Atletico Madrid. Man City đã theo đuổi Rodri trong những tháng gần đây và đội bóng chủ sân Etihad được cho là đã đánh bại Bayern Munich để giành sự phục vụ của cầu thủ 22 tuổi này. Man City được cho là tiêu tốn 62,5 triệu bảng để thuyết phục Atletico Madrid bán Rodri. Điều đó có nghĩa là Rodri trở thành cầu thủ đắt giá nhất của Man City. Huấn luyện viên Pep Guardiola muốn Rodri trở thành người thay thế cho Fernandinho. Cầu thủ đã 34 tuổi, Rodri cũng được xem là người kế thừa của Sergio Busquets ở tuyển Tây Ban Nha. Ở mùa giải trước, Rodri đã thi đấu 47 trận và ghi 3 bàn cho Atletico Madrid. Nội bộ Barca chia rẽ vì Neymar. Theo nhà báo Tim Victory của Sky Sports, nội bộ Barca không có sự thống nhất về việc đưa Neymar trở lại câu lạc bộ. Nguyên nhân bởi cách mà cầu thủ này rời Camp Nou sang Paris Saint-Germain vào năm 2017 đã khiến nhiều người ở Barca cảm thấy tức tối. Điều thú vị ở đây là trong khi những cầu thủ chủ chốt của Barcelona như Lionel Messi, Luis Suarez và Gerard Piqué sẽ hài lòng nếu Neymar trở lại thì một số khác ở câu lạc bộ, những người bỏ phiếu cho cuộc bầu cử chức chủ tịch Barca, thì lại không như vậy. Họ cảm thấy bị phản bội bởi cách mà Neymar ra đi. Theo tờ The Sun Anh, Barca có thể bỏ ra 116 triệu bảng cộng với hai cầu thủ để đổi lấy Neymar. Những cái tên như Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic và Samuel Umtiti đã được nhắc đến. Trong đó, Coutinho được cho là cầu thủ nhiều khả năng nhất được Barca đưa vào thương vụ của Neymar. Cầu thủ người Brazil đã không đáp ứng được kỳ vọng sau khi anh chuyển tới Camp Nou với mức giá là 142 triệu bảng vào tháng 1 năm 2018. Chủ tịch Tottenham chào bán Eriksen cho Real Madrid. Theo tờ Marca, chủ tịch Tottenham Daniel Levy đã gọi điện cho tổng giám đốc Real Madrid Jose Angel Sanchez để chào bán tiền vệ người Đan Mạch Christian Eriksen. Tiền vệ 27 tuổi sẽ hết hợp đồng với Spurs vào tháng 6 năm 2020 nhưng anh vẫn không định gia hạn. Lúc đầu Spurs được cho là đòi 150 triệu euro mới bán Eriksen nhưng giờ họ có thể chấp nhận để anh ra đi với giá khoảng 70 triệu euro. Ông Levy muốn bán Eriksen bây giờ để tránh trường hợp mất trắng cầu thủ này vào cuối mùa sau dưới dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng lúc này Real có vẻ không mặn mà với Eriksen vì họ đang cố mua Paul Pogba của MU hoặc Donny van de Beek Ajax. Paul Pogba cầu xin Ole Gunnar Solskjaer cho phép rời MU. Theo truyền thông Anh, sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Paul Pogba sẽ gặp Ole Gunnar Solskjaer và cầu xin huấn luyện viên của MU cho phép anh gia nhập câu lạc bộ khác. Pogba đã công khai ý định ra đi dù phó chủ tịch điều hành Gus Poyet muốn anh ở lại câu lạc bộ. Real Madrid và Juventus là hai đội bóng được liên hệ với tiền vệ 26 tuổi nhưng cả Real lẫn Juve đều muốn gắn cầu thủ vào hợp đồng mùa Pogba để giảm chi phí tiền mặt trong khi nếu buộc phải bán, MU chỉ muốn nhận 100% tiền mặt. Dự kiến, giá MU đòi hỏi cho vụ này khoảng 120-130 triệu bảng. Man United vô cùng nghiêm túc với tiền vệ John McGinn của Aston Villa. Cầu thủ được định giá 50 triệu bảng này được xem như sự thay thế xứng đáng cho Ander Herrera. Tuyến giữa của Quỷ Đỏ chắc chắn sẽ vô cùng nhộn nhịp trong thời gian tới khi mà cả Bruno Fernandes, Sporting và Sean Longstaff, Newcastle đều đang ở rất gần Old Trafford. Đến thời điểm hiện tại,
MU đã chiêu mộ thành công hai tân binh là Daniel James và Aaron Wan-Bissaka. Do không thể cạnh tranh một suất đá chính trên hàng công toàn siêu sao của Paris Saint-Germain, tiền đạo trẻ Timothy Weah đã quyết định chuyển sang Lille theo hợp đồng 5 năm. Con trai của huyền thoại George Weah cho thấy khát khao muốn được cống hiến thay vì sống an toàn ở Paris. Trước viễn cảnh có thể mất Mauro Icardi vào bất cứ lúc nào, huấn luyện viên Antonio Conte đã điền tên Gareth Bale vào danh sách quan tâm của Inter. Nếu Icardi thực sự ra đi, cửa xanh thành Milano sẽ nghiêm túc với Bale để tăng cường đẳng cấp cho hàng công. Khi mà mục tiêu số 1 Matty De Ligt đã ở rất gần Juventus, Paris Saint-Germain liền quay sang phương án thay thế khả dĩ là Leonardo Bonucci. Ngoài việc nhiều tuổi hơn Zelic thì đẳng cấp và kinh nghiệm của Bonucci là hơn hẳn. Thêm vào đó, mối quan hệ của hai câu lạc bộ cũng rất tốt trong thời gian qua với những thương vụ của Gianluigi Buffon và sắp tới là Adrien Rabiot nên khả năng Bonucci đến Paris là rất cao. Không như đồn đoán ban đầu về con số 70 triệu bảng, Arsenal sẽ chỉ đòi Man United 56 triệu bảng cho Pierre-Emerick Aubameyang. Sở dĩ pháo thủ chấp nhận số tiền khiêm tốn trên cho chân sút số 1 của mình là bởi Aubameyang cũng đã 30 tuổi và họ cũng cần thêm tiền mặt gấp để chiêu mộ Wilfried Zaha từ Crystal Palace. Sau nhiều tháng kiên trì đàm phán, Valencia cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận ban đầu với Villarreal về trường hợp của Denis Cheryshev. Cầu thủ chạy cánh mang quốc tịch Nga này mới 28 tuổi và hoàn toàn có thể nâng tầm hành lang trái của Los Tre. Vincent Kompany đang tính dùng mối quan hệ đồng đội kéo dài 6 năm của mình để thuyết phục Samir Nasri về Anderlecht. Nasri đang bơ vơ sau khi bị West Ham thanh lý hợp đồng và hoàn toàn có thể đến kỳ, nơi mà người đồng đội cũng vừa làm cầu thủ vừa làm huấn luyện viên. Real Madrid ngỏ ý muốn dùng Marco Asensio cộng thêm một số tiền mặt để đổi lấy Sadio Mane. Huấn luyện viên Zinedine Zidane cực kỳ hâm mộ tốc độ cũng như sự táo bạo trong xử lý của Mane nhưng nhiều khả năng VLD Liverpool sẽ một mực từ chối. Liverpool, MU và Arsenal lao vào cuộc chiến không khoan nhượng để giành lấy chữ ký của cầu thủ chạy cánh Jakob Krumlasic. Tài năng 20 tuổi này đã đột phá mạnh mẽ trong mùa trước khi ra sân tới 24 lần cho Dortmund trên mọi đấu trường. Thủ môn Onana để đạt nguyện vọng muốn được ở lại Ajax bất chấp việc nhận được sự quan tâm gắt gao của MU. Ajax định giá thủ thành 23 tuổi người Cameroon này vào khoảng 40 triệu euro nhưng Quỷ Đỏ chỉ chấp nhận con số 35 triệu. Tin bóng đá Việt Nam, Công Phượng không sang Pháp, bất ngờ gia nhập đội bóng Bỉ. Theo thông tin mới nhất từ Nhật Bản và Việt Nam, Công Phượng sẽ không sang Pháp từ việc nữa và điểm đến của tiền đạo này sẽ là giải vô địch quốc gia Bỉ. Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định không đăng ký tiền đạo Công Phượng trong giai đoạn 2 của V-League 2019 dù cầu thủ này đã sớm trở lại từ Incheon United. Nhiều ngày qua, thông tin Công Phượng xuất ngoại lần 3 được đội bóng chủ quản xác nhận nhưng địa điểm đến thì vẫn là một điều bí mật. Đội bóng phố núi chỉ xác nhận tiền đạo gốc Nghệ An sẽ sang châu Âu thi đấu một năm chứ không xác nhận điểm đến. Cách đây không lâu, Le Monde Foot, đội bóng hạng 2 của Pháp xác nhận Công Phượng sẽ thử việc trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, đây rất có thể chỉ là điểm dừng chân tạm thời của Messi Việt Nam. Theo tờ Sportichi Annex của Nhật Bản, câu lạc bộ Sinh Sudan PV của Bỉ đang muốn có được chữ ký của tiền đạo người Việt Nam. Đội bóng này còn được biết đến với cái tên Sinh Sudan đang thi đấu ở giải hạng nhất của Bỉ. Mùa giải 2018-2019, đội bóng này kết thúc ở vị trí thứ 7 với 47 điểm sau 30 vòng đấu. Họ chỉ kém 2 điểm so với đội xếp thứ 6, vị trí được thi đấu vòng tranh cúp vô địch. Sở dĩ báo chí Nhật Bản sớm có được thông tin này là bởi Sinh Sudan đang được sở hữu bởi một công ty Nhật Bản. Mùa giải vừa qua, đội bóng này có tới 5 cầu thủ Nhật Bản trong đó nổi bật nhất là trung vệ Tetsuhiro Tomizasu. Cầu thủ 20 tuổi này từng đụng độ Công Phượng tại ASEAN 2018 và ASEAN Cup 2019. Mới đây, Tomizasu cũng góp mặt tại Copa America 2019 cùng đội tuyển Nhật Bản và được coi là trụ cột của U23 Nhật Bản tại Olympic 2020. Tuy nhiên, Công Phượng có thể sẽ không kịp trở thành đồng đội của Tomizasu khi Bologna, câu lạc bộ đang thi đấu tại Serie A chuẩn bị hoàn tất hợp đồng. Công Phượng sẽ sang thi đấu cho đội bóng của Bỉ, dự kiến đầu tháng 7.
câu lạc bộ của Bỉ sẽ làm lễ ký hợp đồng với Công Phượng tại thành phố Hồ Chí Minh. Một nguồn tin thân cận với Công Phượng tiết lộ,